trời ơi, làm gì tôi không có thích bánh bèo. Trời ơi, cái tay của bà đụng vô cái ngực của tôi. Trời ơi, ghê quá hả? Coi kìa. Trời ơi, cái giọng âm này tự nhiên cái đụng vô tôi ghê quá à, nổi da gà. Tôi không có thích bánh bèo. Nghĩ sao vậy ông? Nghĩ là tôi cũng khoái đụng vô ông ha, đụng vô ông ha, âm hàng khí ẩm không mà có gì đâu. Trời giờ tự nhiên lo tôi qua đây chi vậy? Ngồi đây đi. Ê, đem trà sữa nha. Trà sữa. Nè, uống trà sữa đi. Có pizza nữa nha. Ghê quá, nổi da gà. Nhưng mà bây giờ vô vấn đề chính đây nè. Nói cho nghe nè. Hứa chàng này đi, hứa chàng này. Hứa. Rồi kệ. Chung cư mình có biến thái ghê lắm. Ủa tôi sợ lắm. Gì? Biến thái hả? Nó hoạt động về nào? Để tôi canh nó. Chi vậy? Ai biết nó phải con trai đâu, nhiều khi nó là con gái đó. Trời ơi, nó là con gái đó mà là biến thái đó. Ghê quá à. Bởi vậy nó chùm kín mít vậy nè, không biết trai hay là gái. Nhưng mà cứ mỗi lần mà tôi vô thang máy á, khi tôi thấy nó. Thì á, hôm bữa tôi nghe ông nói là ông gặp biến thái đó. Ông chỉ cho tôi cách phòng đi, ghê lắm. Hồng chứ. Trời ơi, dạo này da dẻ móng tay mà cái da tay nó mọc lên tuốt tới đây luôn nè, khó chịu quá. Rồi, làm nail. Để đó tụi tôi dắt đi làm nail cho. Trời nắng nóng quá. Da dẻ sần sùi, mụn sụn dưới da. Sờ ba liền. Chịu không? Giúp đi. Vậy giúp đi. Được rồi, nếu như có làm nail, làm spa thì tôi sẽ giúp. Biên tập viên Thái Hòa chào mừng tất cả quý vị khán giả đến với tin tức 60 năm tóm gọn trong vòng 80 giây. Và sau đây là tin tức đầu tiên. Thật sự thì trong hiện trạng xã hội ngày hôm nay thì biến thái xuất hiện xung quanh chúng ta rất nhiều. Biến thái xuất hiện trong nhà vệ sinh, trong thang máy, trong trung tâm mua sắm, kể cả là trong nhà của chúng ta. Và bây giờ là những cách thức để chống chọi lại các tên biến thái. Vừa rồi tất cả quý vị khán giả đã xem lại những tình huống mà tất cả các tên biến thái đã hoành hành, đã quạnh hẹ của tất cả các chị em nội trợ của chúng ta. Thì biên tập viên Thái Hòa xin nhắc rằng tất cả các chị em nội trợ hãy chuẩn bị tất cả những gì chúng ta đã có sẵn. Ví dụ như đũa, chổi lông gà, remote, muỗng, bình giữ ấm và chảo. Và chúng ta có thể lấy luôn cái bình ga cũng được. Tại vì cái bình ga nó nặng quá cho nên biên tập chương trình không cho đem ra. Và biên tập viên Thái Hòa xin nhắc rằng tất cả các bà nội trợ hãy luôn trong tư thế sẵn sàng. Bởi vì sao? Bởi vì biến thái xuất hiện xung quanh chúng ta bất cứ lúc nào. Và biên tập viên Thái Hòa không quên luôn chúc cho quý anh chị, cô bác nội trợ có một buổi tối vui vẻ. Ô la la. Đứng thở xíu đi bà ơi. Xui dữ vậy trời. Tự nhiên cái cúp điện giờ mới đi thang bộ nữa. Bà mới gặp biến thái nữa. Phủi phui cái miệng của bà đi. Cái miệng ăn mắm ăn muối nói chuyện xui xẻo à. Ôi tôi sợ. Ôi bữa giờ nói mấy cái chuyện gì biến thái là sợ, đủ sợ lắm rồi. Bây giờ còn nói nữa nó xuất hiện cái tôi xỉu liền luôn á. Nghe tiếng gì không? Ui, biến thái đó, biến thái đó. Không phải là nghe. Nó thấy luôn rồi kìa kìa. Sao vậy mà? Biến thái đó. Giờ tôi xỉu thôi chứ giờ sao? Tôi xỉu nha. Gọi bảo vệ, gọi bảo vệ. Bà gọi. Để tôi gọi. Để đi gọi nè. Ôi, bảo vệ số mấy vậy? Nhớ. Trời ơi, cái đồ bánh mèo vô dụng. Số nhanh là số này. Nó không liên máy gì nè. Sao đây? Trời ơi, để con không liên lạc được nữa. Chắc là máy
bận rồi, bây giờ làm sao đây? Sao vậy? Thằng máy không hoạt động gì hết. Hết thở sâu. Thôi được rồi, áp dụng phương pháp của Thái Hòa biên tập đã dạy tụi mình. Phương pháp gì tôi không nhớ gì hết trơn á. Đối diện với tên biến thái đó, bà hãy để đó cho tôi. Bà làm gì vậy? Trời ơi, hai người đấy hả? Mày là Thái Hòa bạn tao mà. Ủa, nó quýnh tôi nè. Trời ơi. Ủa, sao ông đi đâu đây vậy? Ủa, tự nhiên nè. Nói với tôi là ông bị đa nhân cách nha. Đa nhân cách gì? Ban ngày ông là bạn của tụi tôi, ban đêm ông biến thành biến thái nha. Biến thái còn sao? Tôi thấy ông biến thái lắm đó, nghe chưa? Đâu? Cái gì mà lén la lén lút đi lên đây chùm khăn chùm. Ninh, ngồi xuống. Nãy nào, hồi nãy con mắm nào gọi điện thoại cho tôi? Con mắm này. Con mắm này. À, đi đâu đi mua sắm cho cố vô. Rồi gọi điện thoại kêu hả, Thái Hòa ơi, xuống xách đồ cho tôi. Tôi hả, tôi sợ nắng rồi này nọ ở ngoài ha. Tôi sợ nắng, tôi bận dài nữa không. Tôi đeo khẩu trang vô này nọ, đeo mắt kiến vô, đội nón vô. Vậy mà không biết hả, thương tiếc cho tôi ha. Rồi xong rồi quýnh hả, giống như con đẻ gì đó hả. Trời ơi, cái gì ông giống biến thái quá chị. Đúng rồi á, thiệt sự cái thần thái của ông rất là biến thái. Đúng ông rồi. Biến không hả? Biến thái cái gì? Tôi nói cho bà biết tự vệ là tốt, nhưng đừng để cái ám ảnh đó ảnh hưởng đến cuộc sống của mình, biết chưa? Sinh viên tốt nghiệp đồng nghĩa với thất nghiệp. Không biết ông con của mình sao đây. Alo. Dạ, cho tôi xin gặp giám đốc Trương Hoàng Tẩn. Trời ơi má ơi, tối ngày má điện cho con, má nói con giám đốc này giám đốc kia hoài à. Má điện cho con có gì không? À, ngày giám đốc khỏe không? Bây giờ công ty con nó tùm lum tà la hết á. Bây giờ rất là nhiều việc con chưa có làm xong nữa, làm mà không có kịp thở luôn á má. À, người ta nói á, sống để ăn, chứ đâu ai nói sống để thở. Không kịp thở thì thôi á, mệt thì nghỉ thở vài ba bữa cũng được mà. Thì đó, giờ này công ty con làm ăn cũng được. Nói chung là trung bình tháng con kiếm cỡ 100-200 triệu gì đó, gọi là đồ nhẹ nhẹ thôi. Xà. Ờ không, má đâu có nói gì đâu. Ý á, là má hỏi á, nếu mà cực quá thì đi về quê sống nè. Tiền nhiều cũng không biết làm gì đâu. Có một mẹ một con mà. Ở dưới quê mình chú Sáu mới mở cái xưởng kìa. Nhưng mà khoan má ơi, mà ở dưới mở công ty gì vậy? Xưởng sản xuất bao cao su. Lớn lắm hả? Trời ơi, thu hút nhân công thanh niên ở dưới quê mình đi làm tháng cả 10 triệu đó con. Thì thôi bây giờ vậy nè, thật sự ra con lên Sài Gòn cũng 10 mấy năm rồi, cũng nhớ gia đình đúng không? Với lại giờ con cũng muốn về dưới để con coi thì sao con kiếm cái gì đó con làm con ở gần má. Giờ có hai má con mình mà dẫn lên Sài Gòn con cứ vậy hoài cũng lông bông quá. Thôi vậy bây giờ má hỏi là nếu mà ở dưới có chắc á thì cần người á thì con về. Vậy con làm ở gần má, báo hiếu má nha. Rồi đi về ha, chịu về phải không? Nhưng mà má nhớ hỏi nha, ở dưới con có chắc không nha, chứ biết chắc thì con về chứ trên đang làm 100-200 triệu một tháng không đó, giỡn chơi hoài. Alo, vậy nha má ơi, tại vì bây giờ con đang bận lắm nha. Giờ alo, con gọi sao nha. Dạ, alo, nha. Alo. Bận quá má ơi, vậy nha. Khoan. Ây cha. Ơ, chị Bảy. Đi chợ chị Bảy. Hả? Đi bộ hả? À, dạ, chị đi chị Bảy ơi. Tao đẻ ra mày, bộ tao không hiểu tình hình mày đang thế nào hả? Má. Mèn ơi. Cha mày. Mày
Má, sao mà tự nhiên về bất ngờ vậy? Sáng mới điện thoại đâu có báo gì. Thì tại vì con đi công chuyện gần đây á, tại vì công ty con hay đi tới đi lui nhiều á, cái con đi công chuyện gần đây xong sẵn ghé thăm má luôn. Vậy hen. Dạ. Còn công chuyện ở trên Sài Gòn á, rồi ai lo? Công chuyện ở trển hả? Má yên tâm đi, công chuyện ở trển là bây giờ công ty của con là có người ta lo hết rồi. Dạ, con hỏi má cái này một cái. Hồi sáng má nói ở bên công ty của thằng Tèo á là nó có tuyển công nhân gì mà làm gì đó mà rồi, đúng không? Ba, cái chuyện đó tính sao đi, làm gì gấp gáp không phải vậy? Con về đây là con muốn hỏi má là cái vấn đề là nó nói là ở đó làm một tháng lương hơn 10 triệu gì đó đúng không, mà có không? Có. Có thì má điện nói kêu đi con, được con làm liền đi chứ. Ở đây có đứa làm một tháng 20 triệu luôn đó con. Mà đâu có cần gì đâu, chỉ biết cộng trừ thôi. Mà quan trọng là phải nhớ con số 3. À, 3 bao bỏ vô một hộp, không được dư, cũng không được thiếu. Ừ, con dạ. Hiểu không? Dạ, dạ. Cái vấn đề là vậy. Theo khoa học chứng minh á, thì sức khỏe của một người đàn ông bình thường á, mỗi bữa tối á, thì chỉ hành sự giới hạn 3 lần. Dạ. Đó, thành ra người ta bỏ vô 3 bao trong một hộp. Dạ, con hiểu mà. Nếu bỏ thiếu một cái bao, rất nguy hiểm. Nguy hiểm là gì? Bởi vì sau 2 lần, đến lần thứ 3, thì người ta không có cái gì để bảo vệ nữa. Dạ. Thì khi hành sự xong, rất là nguy hiểm, lây truyền bệnh xã hội. Dạ. Hơn nữa là sinh con, bể kế hoạch hóa gia đình, đúng không? Tăng dân số. Dạ. Nguy hiểm, đúng không? Dạ đúng đúng. Còn nếu bỏ dư thì sao? Càng nguy hiểm hơn. Là như thế này, bỏ dư thì người ta sau 3 lần, người ta thấy còn dư một cái, người ta ráng cho hết, người ta sẽ hành sự thêm một lần nữa. Dạ. Là lần thứ 4. Mà đến lần thứ 4 xong thì sao? Không còn khỏe mạnh, tay chân bủng rủng, đúng không? Năng suất không có. Dạ. Mắt mờ, sản xuất là không theo dây chuyền được nữa. Dạ đúng rồi. Đối với cái người mà lái xe nha, mắt mờ, tay chân bủng rủng thì sao? Vô lăng, tay chân bủng rủng, đạp thắng, đạp ga lộn tùng phèo hết trơn, gây tai nạn nghiêm trọng, đúng không? Ảnh hưởng đến tính mạng con người ta. Đó, con có thấy chỉ có một con số thôi, nó nguy hiểm đến vậy đó. Thành ra con chỉ cần biết cộng trừ, bỏ vô, đúng. Má tưởng con là học sinh lớp 1, lớp 2 à, con có 3 cái bằng đại học nữa, má nói gì vậy? Má điện cho nó liền đi để coi sao giải quyết được, thì con đi làm liền. Sao mà gấp gấp quá vậy? Thì công việc mà. Rồi. Ôi Tèo hả? Tụi nó về rồi con. Thì như Thím nói á, Thím nhờ con hỏi cái vụ xin việc làm cho anh Tửng mà. Cảm ơn con. Hả? Cái vụ gì căng thẳng vậy? Cái gì? Rồi. Thím nhớ rồi. Quên nhắc mới nhớ nha. Ở cái công ty Burger Sir này là tuyệt đối không tuyển người tốt nghiệp đại học. Cái công ty này có những cái luật riêng của người ta là thế này. Người ta nói á, mấy cái người mà tốt nghiệp đại học á, mà 2-3 bằng đại học càng nhiều á thì lại càng sống ảo tưởng. Xong rồi cứ đòi việc nhẹ, lương cao, làm việc văn phòng, máy lạnh, yêu cầu này nọ, tùm lum A, B, C, C, D. Trong hợp đồng là đòi hỏi tùm lum á. Mà không có hiểu là mới ra trường, chưa có kinh nghiệm, mình cần phải có một thời gian làm việc từ những công việc nhỏ, từ những công việc thấp trước, không đúng chuyên môn cũng được, nhưng mà mình cần tích lũy kinh nghiệm ha. Đừng có sống ảo tưởng như người ta nha con nha. Có sao thì sống như vậy, phải biết khiêm tốn, từ từ mà lên, đừng có nổ banh nhà lòng nha con. Dạ con biết rồi má. Hiểu chưa? Má để con ra, má biết tính con rồi. Wow, em sinh viên nhiệt tình, cần tiền đóng học phí. Ê, ngon mày. Mày đừng có nói những cái chuyện này với tao nữa, tao không muốn nghe những cái chuyện này đâu. Hôm nay tao đang rất là buồn. Kêu tao ra uống nước ngồi bàn tán với mày, mày sao nay buồn hiểu mày? Buồn lắm mày không hiểu đâu. Mày ngoài chuyện gái gú ra mày có chuyện gì mày buồn không? Mày bệnh hả? Mày bệnh không? Tao có một thầy này hay lắm,
một viên tới sáng lai láng cuộc tình. Viên cái đầu mày á, tao có bệnh gì đâu. Tao kêu mày ra tao uống cà phê với mày ngày hôm nay á là tao cũng muốn tâm sự với mày về tất cả những cái nỗi lòng của tao. Mày nhìn tao đi, ba má tao có tiền mà đúng không, nhà cửa tao có mà đúng không, nhưng mà tại sao tao không có được một người nào đó yêu thương tao thật lòng? Họ đến với tao không có cái này cũng cái kia, không có gì cái kia cũng gì cái nọ, không vì tiền của tao thì cũng vì tao đẹp, mà không vì tao đẹp thì cũng vì tiền của tao. Mày nghĩ đi, tao rất là buồn và hiện tại bây giờ tao đang cần một cái gì đó nó thật lòng và nó thật sự đến với tao, mày hiểu không? Ý là bây giờ mày cần cái gì? Cái gì thật lòng là sao tao không hiểu. Mày nhớ con Linh không? Con Linh Tây hả? Ừ. Mấy quay nó qua, nó gặp tao lần đầu tiên, nó nói tao dễ thương. Tao cũng thấy nó dễ thương, hai đứa nói chuyện với nhau rất là vui vẻ. Lúc mà đi về, nó nói má nó bệnh. Rồi ok, qua ngày hôm sau tao về nhà, tao thọt két má tao, đưa nó 100 triệu về chữa bệnh cho má nó. Ừ. Rồi về nó đâu rồi? Mất tiêu. Là sao? Là nó gạt tao đó. Ôi, mấy cái con nó gạt mày hoài cái gì đâu. Tao nói thấy chuyện đó bình thường, đâu có gì đâu lạ. Thôi mày bình thường thôi, đối với tao là hả, mày biết tao là cái con người tình cảm, tao sống với mày tình cảm bao nhiêu năm nay mày phải hiểu được tao chứ. Tao đâu phải là người sống gì vật chất đâu, tại vì cái vật chất tao có mà. Đúng rồi, tao thấy mày tình cảm mà. 24/7/7 mỗi ngày mày nghe em, không có thiếu ngày nào hết. Nhưng mà mày không hiểu cảm giác đó đâu, đó không phải là tình yêu của tao, mày hiểu không? Tao đang cần một tình yêu và tao đang cần một người nào đó, một cái người nào đó đến với tao vì tình yêu thật sự, mày hiểu không? Rồi tóm lại mày muốn cái gì? Tao cần một người đến với tao không vụ lợi, không vì vật chất và yêu thương tao thật lòng, mày hiểu chưa? Ê! Cảm ơn anh. Đi em. Em muốn gì? Dạ em muốn gì cũng được. Em ơi, uống gì bà chị? À, cho chị ly nước cam. Dạ. Còn anh hả? Cho anh ly trà đá đi. Sao anh không uống? Một mình em uống được rồi, tại vì anh muốn uống trà đá thôi. Với lại có cái này anh cũng hơi ngại, nhưng mà chắc anh cũng phải nói với em là lần đầu mà gặp em á, dẫn em đi không có được một cái quán nào đó nó sang trọng á, nó không được đàng hoàng chút xíu. Với lại anh nay mặc đồ nó cũng hơi kỳ. Thôi anh đừng có nói vậy, tại vì em quý anh á là quý ở anh tử tế nè, anh chân thành nè, chứ đừng có mà có nhiều tiền rồi lừa gạt con gái nhà người ta kỳ lắm. À anh hỏi cái này cái. Dạ. Ba mẹ em á có khó không? Ba mẹ em dễ lắm, em ưng ai là gả cho người đó rồi. Được không? Dạ. Ê đừng có nói là chưa gì dám mà đòi ưng anh nha. Anh này. Em ơi, em sao vậy? Em bị gì vậy? Đau bụng quá anh. Ủa em chưa uống gì mà sao em bị đau bụng vậy? Có sao không? Đúng rồi, sao em ăn bún riêu em bỏ 5 muỗng mắm ruốc vô, trời ơi đau bụng quá. Em này thiệt á, ăn uống mà không, tại sao sáng sớm lại ăn bún riêu mà còn bỏ 5 muỗng đó nữa? Có, bình thường em bỏ 7-8 muỗng mà đâu có sao đâu. Em không biết sao ăn quá. Chết cha rồi, bây giờ làm sao đây? Ê, hay là em chờ anh chút xíu nha. Anh chạy ra ngoài đây, anh mua thuốc cho em uống đi nha. Cho em đỡ đau. Thôi cực anh lắm. Anh chờ anh chút xíu đi. Em anh... đau bụng mà. Em ngồi chờ, ngồi im chờ anh... chút xíu. Anh. Em ơi, thuốc về nè em ơi. Em ơi. Cha. Đau bụng uống hết nguyên một ly luôn ta. Đi lâu như vậy chắc nhẹ người lắm à. Ây chà, cái này gì đây? Gửi anh. Xin lỗi anh vì đã lấy chiếc xe của anh. Em cũng đã định không lấy, vì cái xe của anh tàn quá, bán đi cũng chỉ được 2-3 triệu, mang tiếng em lắm. Nhưng tại em vả quá nên đành lấy tạm xe anh. Em sẽ bán nó và mang tiền đi xuống sát trận banh tối nay. Nếu thắng, em sẽ gửi trả lại tiền gốc cho anh. Còn nếu không thấy em trả lại thì tức là em đã thua độ rồi. Anh chịu khó đi bộ về nha. Nếu có đau lòng quá thì uống đỡ thuốc đau bụng trên tay anh nha. Tái bút,
Em đã trả tiền nước rồi, anh đừng trả nữa nha anh. Cái thằng chủ quán này nó láo cá lắm. Dù em đã trả rồi mà anh có trả nữa thì nó vẫn lấy đó. Nhiều lần rồi nên em biết. Chào anh. Trời ơi, trên đời này không còn tình yêu đích thực nữa hay sao?